Chào các thánh livestream. Hố sâu vun vút. Trời. Đừng có quay. Đông. Thế thôi. Vòng. Vòng tay cầu hôn. Phải trống không xếp. Đừng có quẹt, đừng có quẹt. Vòng mà tỏ lại cái nôi thì ôi. Ồ, cái nồi Đông Sơn. Khiếp mà thấy cái này nó Đông Sơn thôi à. Không mỏng nữa. Mỏng quá. Cái chiên, cái thánh lá. À. Thánh lá mà. À, đúng rồi đó. Cái chiên của anh. Chiên, chiên, chiên. Càng cháu cứ buông đám. Vùng mà hùng. Đi kiểu đó con lanh cái đau lắm. Mày tính cơ. Mày tính. Đào rồng ra mày lấy lên được anh ạ. Đây đây. Đây đây. Rồng ra mày lấy. Ra. Rồi chúng ta hôm nay rồi đã tập đừng có trực tiếp. Tập 1. Đừng có trực tiếp mà. Ui, con kiếm giáo. Ui. Vô bắt đó. Trực tiếp. Ta đo coi mấy 90 90 đến 1 mét. Đồ có chiêng đây là cũng có nhiều nữa đó, xanh sứ đó dưới. Ông đi. Tên rồi, sứ gần tên rồi. Ở bên dưới cũng có. Chứ bữa ta chi? Cái chiêng úp tên mà. Nó ngựa. Ngựa thì lại bỏ vào trống. Cận cảnh đào hú bạc lớn. Lực khiếp nữa. Chú cơ ba đi lực trong tanh nhìn đó. Thạp thiệt ở đây ạ, nhưng ngoài đi đó. Kiểu bôi, bôi đi hết. Chi nêm để dưới bôi lên mà, chứ không bôi. Bôi, để dưới, thì không bôi. Rửa tầm gì mà. Chỉ mà su và rửa. Sức khỏe dồi dào. Chấn à, ra chấn à. Ra bên ra chân đấy mà, vòng qua chân đấy này. Thấy đấy. Ra hẳn bắt bên đi mà. Hẳn rong. Nhẹ tính nhá. Tị bạc ở dưới đấy. Tớ phát bàng nếu ngất lên nữa. Thôi, theo suy đoán của các ông thì chỉ vui quang đây, ừ. Làm vòng to đây, chỉ cần phát huyết lực, nồi còn cái cổ nó vẫn thì tôi đẩy vào đấy. Mở cái hên phân nục qua chỉ đấy mình mày, đấy mình lỡ pin hầm để tinh đâu, y kể hên đất, có kéo để đi màu tơ màu khác đấy. Video phải được 5 phút thì các bác mới lên xem đồ chứ. Quá 5 phút thôi. Video được 27 phút. Có anh tới có cái đâu rồi. Tới cái gì? Không, không có chủ. Ôi, mà chi tới thấy kịch tính lắm. Coi nhà xếp nha. Cái tháp nằm dưới lắm, chắc bị. Cảnh đó rồi đây. Nhỏ thế thầy. Tìm đào lượm đất lên đấy. Tìm nó lấy cái nướng mà chọc. Lên đi em ơi. Đồ sắp lên rồi thưa quý vị ạ.
đừng tời đi nhé. Hết lên rồi. Hãy đăng ký follow và chia sẻ nhé. Tắm tên xuống đây, rồng lắm đây. Đây vô mà. Ồ, có cái chi trắng trắng trong ôm. Vô đi, đừng có nhìn. Ông thì biết rồi, nhưng mà ông không nhìn. Chỉ là bình thường thôi. Rất bình thường.